À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Choco Quân Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Slaver. Ở tập trước thì mình đã vây được cái thành của thằng Ostrogoth và có vẻ như nó chỉ còn một thành trên này nữa. Thì mình sẽ đập nó không khó khăn gì lắm đâu. Mình nghĩ là vậy. Còn mấy cái thằng La Mã này mình không hiểu tại sao nó ở đâu chui ra đây. Không hiểu chúng nó ở đâu chui ra đây. Mà không quan trọng. Nó đang bị hung nô cướp phá cho hết cả tiền cả đất à. Nguy hiểm nhất là cái thằng Slaver này nó đang không ưa mình. Thôi kệ nó, bây giờ thì cái vùng này mạnh về kinh tế. Thôi được, chúng ta cứ giải quyết thằng này đã. Thành này của nó đông quân quá. Ăn được không mới là vấn đề. Ăn thì khả năng ăn được nhưng mà khả năng sẽ là thương vong rất nặng. Đánh rồi. Bây giờ thì mình chiến tranh với cả Trung Đông rồi. Lý do là mình chơi với thằng Asku. Ây chà, nó còn có quân tiếp viện vào nữa cơ mà. Đánh vào từ đâu nhỉ? Cái thành này mà chơi thủ cũng hay phết này. Nó vẫn là hình như là cái trúc của La Mã sao. Thế này, đứng ở trên tường thành này mà thủ thì tốt rồi. Cũng không dễ đâu, tận đến 1, 2, 3, 4 cái cổng vào kìa. Hơi nhiều cổng vào. Wow, cứ đánh từ đây vào đi. Ở đây có một cái tháp canh duy nhất. Nó có vẻ như là không có nghĩ kỵ binh thì phải. Chắc là mình cũng không cần phải cho bọn này nó lùi sâu thế này. Cho đội này tiến lên một chút xíu nữa. Dìu có hai đội thì hơi ít thật. Dancer, vũ công. Bắn cái tháp canh ra. Cho đội này tiến lên một tí xíu. Nó có kỵ. Cháy rồi. Bắn vào đây. Rồi, chúng nó trúng độc nặng rồi. Sao
sao tháp canh nó vẫn chưa cháy hết à? Rồi. Đúng rồi, dã mấy thằng siêu của nó trước. Bắn vào đây đi. Nó vào gần để cung bắn. Vào đến nơi chắc chết gần hết rồi. Tướng nó chết rồi. Tướng nó chết rồi. Bắn bọn đằng sau. Bảo bắn bọn đằng sau cơ mà. Bắn bọn này chết luôn. Đây này, dính cung độc đây này. Lên đây cho anh. Rồi, bắn huyết tên độc vào đây cho anh. Tụi này bị dính tên độc. Cái đám điên này nó đứng trụm với nhau ở đây để làm gì nhỉ? Bọn này ra đây, kẻo lại bắn đè vào nhau. Cho nó no đòn cung độc luôn. Gì đây? Mấy thằng này ngáo đá à? Ôi kìa. Bắn vào đây. Cái gì phải đi đâu. Rồi. Tiến lên. Bắn nữa. Dancer. Nó vẫn tập trung quân ở đây à? Hết quân rồi. Quái là nó tuyển được mấy thằng Lương Dương Nam Mã này giống thật. Warriors,
nó tràn lên kìa, kỵ binh mình lại rút về vậy. Mấy anh sốc kỵ này. Ok, bọn cung này mình đã bảo tắt fast view rồi các bạn nhỉ. Sao nó vẫn tấn công được? Chết bố ngựa mình rồi. Chạy hết rồi. Xong. My unit has used all available ammunition. God speak good. We are moments away from victory. Cung độc chả giết được thằng nào cả. Cái đội sốc kỵ này cũng hay phết đấy chứ nhỉ. Mỗi tội là nó yếu thôi. Rồi. Giải phóng Macedonia. Thôi, mình sẽ kiểm soát luôn cái khu vực này. Độ màu mỡ có 4 rồi. Vùng này bắt buộc chúng ta vẫn phải xây cái công trình à. Vệ sinh dịch tễ. Ostrogoth không còn nhiều quân nữa rồi. Mình vẫn có thể thành lập thêm quân đoàn nữa. Khỉ gió nhở. Chúng nó đàm phán hòa bình với nhau rồi. Đánh nhau với thằng này à? Thằng Ascum. My friend, you honor this place with your arrival. Chiến tranh với Anatia là cái thằng nào? Các hiệp ước với châu Á. Ngưỡng mộ các đế quốc hùng mạnh. Đấy, chúng ta trở thành siêu cường thì nó lại tin mình. À. Ready for battle. Quân đoàn của nhà vua và thái tử đều đang rất là tuyệt vời luôn. Thế lực của chúng ta đã tăng lên rất nhiều. Quyền thống trị của chúng ta gần như tuyệt đối. Tốt rồi, chúng ta đã kiểm soát được hết toàn bộ bờ biển Hy Lạp này rồi. Như vậy thì mình cần một cái mỏ gỗ trên này. Mà mình chưa có quân, bây giờ mình thành lập thêm quân đoàn nữa. Mà đám con ông cháu cha thì thằng này là tướng, thằng này là thống đốc, tướng rồi. Chưa có thằng nào lên trẻ tuổi nữa nhỉ, 15 tuổi con gái, 13 tuổi.
hoạch định ra. Phía Bắc này thì chắc chả thằng nào ra đánh nhau với mình nữa. Thôi cứ qua cái lượt này đi. Quân đoàn này khả năng nào ít có thằng nào ra đánh nhau với mình ạ. Thống đốc thích cờ bạc, lười, yếu sinh lý. Vãi thật. Rồi để không bị trừ cái gì là được à? Yếu sinh lý. Mấy anh Ostrogoth không làm gì à? À, Alaman chạy xuống đất của mình này. Các cái thành trì phía bên trên này có khi mình phải xây tường thành cấp 3, 4 lên thôi. Hoặc là mình sẽ có cái lực lượng phòng thủ ở đây á. Quyền lực của mình bây giờ nó khá cao rồi. Ô ô ô. Không ăn được lại nhả. Thành công Startinop đâu có dễ. Ôi mình đã định chiếm mà. Thằng hung nô này. Mình đã định chiếm nó lại đốt. Thế là chúng nó thành dân du mục hết rồi. We all look forward to seeing your leaders strangled. Thằng này nó tuyên bố chiến tranh với mình à? Thử gọi ông nô vào xem nó chịu. Ông nô không chịu. Thằng ông nô chết bầm gì nữa. Thằng ý chiến tranh mình rồi. Nó không chịu nhưng mà nó đống đóng một đống quân trên đấy. Con khỉ hung nô này. Đâu à? My friend, be welcome. The ancestors smile upon you. Bỏ đồng minh với mình. Thằng hung nô nó chiến tranh tất cả phía Bắc này. Cả bọn này nữa. Với lý thuyết thì thằng Alaman thì nó phải thân mình chứ nhỉ? Thôi, cho anh hung nô anh chạy lấy quanh đây đã. Chưa ký được cái hiệp ước gì với anh hung nô nữa rồi. Nhưng mà hung nô nó đang khá thân với mình. Nguy cơ của cuộc chiến sẽ là rất nhỏ. Không có gì phải đáng sợ cả.
us, lads. Ba đội cung. Hai đội rìu. Không tuyển được thêm nữa nhỉ. Warriors all. Tướng này khá mạnh đấy. Chỉ hoãn này. Nhưng mà các cái chỉ số khác của nó rất là mạnh. Ready for battle. Cái vùng này là tường thành cấp 3 rồi cả. Nhưng cấp 4 thì chắc là nó không ăn được. Thành Constantinople để lâng lên. Cấp này thì nó chắc không ăn nổi luôn. Chúng ta có khá nhiều tiền đúng không nhỉ? Tại sao lại không phát triển quân đội thêm? Sợ gì chứ nó? Nó tấn công ở đây à? Căng nhà. For battle. Hoạch định ra. Set up a watch. Ready for orders. Death in battle. There is no finer ending. We need good fighters. Come. Fight for us, lads. Death in battle. There is no fight. Cái thành này nó cũng có khá nhiều quân phòng thủ đấy rồi. Dù Winterin là phải mua ở công trình nào nhỉ? Warriors all. Quỷ đá tán loạn này như nào? Xong. Chờ xem chúng nó làm gì tiếp theo nào. Có vùng này lương thực nhiều thế. Độ màu mỡ có 4 mà sao nhiều lương thực thế nhỉ? Và chúng ta sẽ lên cái vùng này này. Lên tường thành. Quân của mình bây giờ thì gần mắc rồi. Mình chỉ thiếu cái xe bắn đá nâng cấp được lên nữa là có cung xịn thôi. Căng nhỉ, nó mò đất của mình rồi. Cái bọn này nó không có đồn gác như quân La Mã. Quân La Mã nó xây đồn gác thì nó phòng thủ tốt hơn nhiều. Không ăn được, lại nhả ra. Mấy thằng này rảnh ghê nhỉ. Chiến tranh Hung Nô rồi.
Thế thì hung nô nó sắp đốt tan nát bọn mình này. Ôi, lăng cô ba bị nghỉ diệt đấy. À, lấy con vợ này cũng được, thôi được rồi, cho nó lấy. Học vào đây đi. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, hung nô nó chiến tranh với thằng đấy rồi. Đúng rồi. Thằng này chiến tranh hung nô rồi. Được tính tiền, tội gì. Cả này. Thêm một hạm đội, à một quân đoàn nữa cũng được. For the tribe. We need more ships. Đây nữa. Tiền nhiều. Ready for orders. We need more ships. We need good strong men. Nó chạy hết rồi, chả thấy thằng nào nó về ở đây nữa cả. Warriors all. Tấn công vào đây thì chắc là nó không tấn công được. Quân thủ thành ở đây cũng khá. Recruiting more ships for the tribe. Recruiting more ships for the tribe. Mua mấy thằng dìu nữa. Ready for orders. I shall see. Thương thằng Ochogot. Few can match me. Messing with the enemy. Thanh niên này à. Knife in the dark. Was there ever any doubt? Ngọt. What would you have me? I'll just put that there. Lên cấp được không? Sổ thành này phòng thủ đông quân lắm. Và còn thêm một đội ngựa nữa. Vùng này à, xây cái công trình tăng độ màu mỡ này lên nhỉ. Đúng rồi. Tăng luôn cả tôn giáo nữa. Trừ 50. Như vậy là nó không di chuyển được. Hung nô nó đang đóng một đống quân ở bên này. Chắc nó sắp đốt nát cái căn cứ của thằng này rồi.
Mình đang cần cái vùng này thế. Thành lập quân đoàn. Warriors all! Fight with us! It's a good life! We need good fighters! Chúng ta đủ quân để có thể phòng thủ khắp nơi. Chỗ này quân phòng thủ mình đông mà. Nó không ăn được đâu. Nó không thể ăn được. Chấm dứt hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? Ai dạ. Thằng Slaver này nó muốn gì nhỉ? Ai già, ôi ôi nó nhiều xe bắn đá thế. Quân đoàn đầu tiên này của nó vãi cả xe bắn đá luôn này. Được cái mình có khá nhiều đội ngựa. Được, trận này hay rồi. Trận phòng thủ Constantinople. Xem nào. Thành này chưa được nâng cấp lên cấp 2 nên mình vẫn chỉ có một lớp tường thành. Pháo binh gắn kết. Ở đây là hợp lý rồi. Hàng rào à? Ôi nó nhiều xe bắn đá vãi trưởng thật. Nó còn có hải quân đổ bộ nữa kìa. Chỗ này thì nếu mà nó bắn vào nó sẽ bị tấn công qua biển à? Xem tình hình nào ạ. Chắc chắn là mình sẽ phải để cho bộ binh nó tràn vào rồi như này. Nó chỉ có một lối duy nhất để tiến được vào thủ phủ của mình là thông qua mấy cái lối này thôi. Đây, cho đội kỵ binh đứng đây nữa. Đi cần là phá mấy khẩu pháo của nó. Như này mà chặn được cái hướng đi ra đây của nó rồi.
trận phòng thủ Constantinople, đây là trận mà mình mong ước quá này mà chưa bao giờ có cơ hội để thực hiện. Nó muốn đánh thì phải đánh đến tận đây. Đứng ở đâu để cung thủ tên độc của mình có thể bắn phát hiệu quả cao nhất nhỉ? Có lẽ là ở đây. Lấp ở đây đã. Có bao nhiêu cổng để tiến được vào thành của mình nào? Rất ít, chỉ có 3 hướng thôi. Nên là mình sẽ cố gắng đặt nó gần nhau một chút nhỉ, để khi cần có thể viện trợ cho nhau. Rồi. Đội kỵ binh này khi cần sẽ chui ra ngoài để móc lốp xe bắn đá nó. Rất tuyệt, bắt đầu trận chiến rồi. Ôi, trận phòng thủ Constantinople. Reinforcements, more for us to kill. Nó có thể đổ bộ vào cái cảng này à? Ờ đúng rồi. Nhưng phòng thủ ở đây thì không ổn rồi. Cánh bên này không cần. The enemy has been sighted. Những bức tường đã đổ vỡ rồi à? Ồ. Dark tidings. Enemy forces have destroyed the gate. Nó có thể vào cái cổng này. Nó có thể vào được tường này. Ôi dồi, cái thành nó rộng quá, thành ra mình cũng không biết được nào mà bố trí phòng thủ. Blast! A fire has started among the houses.
các khu định cư của chúng ta đang cháy. Kinh nhỉ, nó đổ bộ thẳng vào cái cả này kìa. Phá tan từ thành của mình và bắt đầu bộ binh nó tràn vào. Trời ơi, nó vào đây thì nó trèo cái bức tường này, nó vào đây à? Trận phòng thủ Constantinople trước những đội quân Trung Đông. Đừng. Bắn thế chết bố tướng của mình. Ôi biết ngay mà. Chết mất thằng thống đốc rồi. Cái thằng tên độc bắn ám hại chết một thằng tướng mình rồi. Bây giờ lấy đâu ra thằng mà đi bổ nhiệm bây giờ? Hàng rào bị tấn công rồi. Kỵ binh rồi, ra ngoài này. Tiến vào ở Mỹ. Đúng speed này của nó, giáo binh sa mạc này thì sợ lắm. Trời đất ơi. Rồi. Bắn con ngựa này.
chết rồi, đứng xa xa ra một tướng. Ôi, bắn phát chết luôn tướng nó à? Kinh thật, đúng là cung độc Slavic. Đứng xa xa ra không bắn, bắn trúng quân mình luôn. Xong rồi, đám chỗ này xong rồi. Nó ăn làm sao được lính dìu. Biết là dìu Perrin thì ăn làm sao được không? One of our ships can no longer fire. The ship has replenished its ammunition. Battle ready, cổng này nắm bét luôn. Bây giờ mà có muốn bắn chúng nó thì phải bắn ở chỗ nào vào. Nó xông hết vào rồi. Khử mấy cái xe bắn đá nó. Không cần một thằng thôi. Mấy cái xe bắn đá này hết đạn rồi. Ôi, thành công Stantinop của chúng ta bị phá nát thế này cả. Cái đạn tiên độc giết được một thằng tướng của mình và một tướng của nó này. Chỗ này thì không sợ rồi. Đây người của mình rắn lắm. Ủa, rắn đét. Nó bắn toàn trượt à? Bộ binh sa mạc. Bây giờ lại quân tiếp viện vào đây này. Úi dồi. Nó được bút cái này lên xem nó có mạnh không. Rồi xong. Con đổ bộ của nó đồng thế nhỉ. Bổ sung tên đã. Cái cổng này
Ammunition replenished! Ông chủ đổ bộ vẫn tiếp tục à? Lập đội ta lăng lên cho anh. Tiếp tục đổ đội quân à? Ồ, thành công Stantinop được thủ sướng vãi trưởng luôn. Đã bao giờ mình được thủ một cái thành lớn như này đâu. Hoàn tội nhất là cái đội tinh thủ bắn phát chết cả tướng của mình luôn. Tiếp tục đổ bộ à. Nói chung thì nó sẽ tấn công vào cái cổng này là chính rồi. Nếu lần sau chúng ta có được một trận thủ hành nữa thì mình nghĩ cổng này mà thủ hoa. Nhưng nếu mình thủ ở đây thì mình nghĩ là mình phải làm cho... Quan bản mình không đứng được ở đây bởi vì nó có xe bắn đá. Vậy tại sao mình không cho đội quân thủ mình ra đây đứng nhỉ? Hướng này là hướng mà nó không tấn công được này. Chả nhẽ để đội cung đứng phí này à? Đúng rồi, chỗ này là nó không thể di chuyển vào được này. Một thằng đứng ở đây. Thế. A ship has spent its ammunition. Để ý góc bắn của thằng này, không ngớ vẩn là bắn chết con mình. Bắn phía ngoài này. Không chính vào quân mình. Không được đấy. Đúng rồi, chúng nó bị trúng độc rất nhiều rồi. Thông minh đấy. Chỗ này đi. Làm sao mà ăn được. Được đấy nhỉ, chúng độc liên tục này. Chúng độc liên tục nó chết nhanh lắm. Tốt của mình không chúng độc mà chúng nó chúng độc à? Cũng được đấy. Ôi, quân tiếp viện nó vẫn còn vào rồi đấy. Ô, chúng nó mất tinh thần hết rồi, chúng độc liên tục rồi, mất tinh thần hết rồi. Đừng bắn sâu quá nha. Ôi, bắn quá đẹp luôn này. Nguyên chúng nó bị chính dính độc. Vãi cả bắn tên. Ấy, chúng nó chúng độc mất tinh thần hết cả loạt luôn này. Cái binh của mình đứng ngoài này sẵn.
không cho thằng nào chạy thoát. Our general is being attacked. Keep him alive. Tướng quân ở đây bị thằng nào bắn? Ôi, chúng độc đồng loạt, chết hết, chạy hết rồi. Bắn kiểu gì mà quân nó chúng độc, à nó bắn ra ngoài này. Ôi, chúng độc chết hết này. Hết tên. Chạy hết rồi. Wow, bị bắn tên độc một lúc mà chạy hết cả loạt này kìa. Đứng đây, chặn nó lại. Hai đội đứng đây, không cho chúng nó trốn thoát. Úi dồi ôi, chúng tên độc chưa. Cổng này thì rắn đét. Sa mạc chiêm mộ. Đó, chỗ này nát hết rồi. May không chết thằng kế này, chết thằng đô đốc, thống đốc nhưng mà thằng Vlad à? Ôi giời ơi, khổ thân. Ô, cái thuyền này nó còn bắn tên vào được này. Vẫn tiếp tục bị dính tên độc à? Ra đến đây ngựa đã giết. Thắp canh nó bắn đấy. Kỳ thật thắp canh bắn toàn trúng ngựa mình. Thôi vào đây ăn luôn chúng nó đi. Không để cho tàn binh của chúng nó còn sống sót. Ủa, quân tiếp viện của nó vẫn vào. Đông thế. Ờ, đội cung. Đội cung. Dừng. Stop now. Chúng độc của mình rồi đấy. Nó không sống nổi, nó chạy hai đường này đều bị quân mình giết hết. Tàn tác hết rồi. Chết quá nhanh đấy. Ô, bọn này bị trúng độc chết kinh nhanh rồi. Ô, sao chết. Giáo binh sa mạc à? Cái này đánh có vẻ lì nhỉ. Trời nhá, đánh phải cẩn thận, bắn phải cẩn thận, bắn kiểu gì để cho nó ăn một phát tên.
Rồi, ôi ôi, trúng cả quân mình rồi. Chúng độc từ trên biển à? Nghe có vẻ cũng được ấy nhỉ? Ôi, mấy thằng này tâm bảo bắn ra đây. Chết, bắn kiểu này chết hết con mình. Không có hướng nào để đổ bộ ngoài hướng đó đâu. Mấy thằng cũng độc này phá hoại quá. Rõ ràng mình xoay hướng nó ra đây rồi mà nó vẫn bắn vào đấy. Ôi dồi ôi, sao chúng nó đông thế này? Quân tiếp viện nó đông thế. Lùi đám quân lại một xíu nhỉ. Đây chẳng hạn. Như thế thì cung nó sẽ không bắn được. Ngay bắn toàn chết quân mình. Con này không được bắn nữa. Tính bắn tầm nào cho nó vừa.
Nó thoát được cũng độc không? Thoát làm sao được nhỉ? Hết rồi. Úi dồi. Một chiến thắng anh dũng kìa. Ui thằng tướng cầm quân không chết, chết mất thằng đô đốc rồi. À thằng thống đốc rồi. Ôi dồi ôi, nó hơn 8.000 quân nó sang nó đánh mình. Vãi thật. Được. Thằng này sau đó cũng trở thành thái tử sao mà. Nếu mà vua chết đi thì ông kia thằng thái tử lên ngôi thì thằng này sẽ được làm thái tử. Để bố trí xem cái lực lượng cung độc của chúng ta sẽ bắn ở đâu cho nó hợp lý. Dồi ôi. Thirsty for battle. Tàn nát quân chưa? Trời ơi, thích thế. Không phải lúc nào cũng được đánh phòng thủ thành Constantinople như này đâu. Phải lâng thành Constantinople lên đời ba đó. À, mày đánh anh đã bị Hung Nô nó đuổi đập cho. Sao Hung Nô ở đây lại có một quân đoàn nhỉ? Mày thế. May Hung Nô nó đuổi giúp mình. Úi dồi, Hung Nô trên này đông thế. Úi dồi xong. Đồng minh Hung Nô ngay không chết to như giờ. Giờ thì sao phải xoắn. Ôi mình cứ sẽ để cái thành công Constantinople ở đây để mình có xem những cái trận. Mình sẽ được đánh những trận gọi là phòng thủ thành công Constantinople. Nhưng mà mình chưa nâng cấp công Constantinople lên cấp 3 nên nó chưa có 2 lớp tường thành. Gì? Gì đây? Để tấn công vào cảng đấy của mình à? Địch đầu tư quân sự. Đầu tiên bây giờ, ủa hết tiền rồi đấy. Đồng minh Hung Nô ngay tức. Before I hear your wisdom, I trust you will not object to a cup of wine. Ok. Có thêm anh Hung Nô ở trên đất của mình thì thằng nào dám đánh nhau với mình. Mà Hung Nô nó đứng trên đất của mình thế này nó sẽ hồi được quân. Ô, Hung Nô nó lên đến kỵ đầy cuối rồi. Chúng mày chết. Có đến mấy quân đoàn Hung Nô trên đất của mình. Thằng nào dám tấn công. Ready for battle. Căng nhỉ, bây giờ làm thế nào cầm chân thằng này lại. Quân đoàn này, hạm đội này bây giờ bắt đầu mua. Thằng này thì nó có thể lên bờ bất kỳ lúc nào. Ready for orders. How can I assist you? The ravens come. Was there ever any doubt? Chết luôn. How can I help? I am the knife in the dark. I am the knife in the dark. Sabotage. Mình sẽ tiếp tục phòng thủ ở đây, giữ nguyên cái thành này để được phòng thủ
Constantinople thêm những trận nữa. Mình rất thích những trận phòng thủ ở Constantinople. Thành nó to, nhìn nó cũng phê thế. Đây, thằng này mạnh mà. Nó không có một điểm trừ nào luôn đấy. Có điều thống đốc đây chết mất rồi. Mình phải tìm một thống đốc mới. Chết thống đốc bắt trừ chị An kinh quá nhỉ. Phạt chị An nặng quá. Sáu ngàn. Kinh tế của mình đang gặp vấn đề rồi. Quả này to hẳn rồi. Bên này thằng quý tộc này, Vereran này là thằng nào đấy? Chết mất ông Vlad này phí quá nhỉ. Vereran này này, con ông cháu cha đấy. Ui trời ơi. Thành Constantinople này. Được, mình sẽ tiếp tục cho quân đoàn này ở đây để có những trận phòng thủ thành Constantinople. Quá tuyệt vời chứ không phải là tuyệt vời. Mình có thể có những trận phòng thủ sướng như thế. Màu mỡ cao này, nó cũng tăng cả lương thực. Nó định đánh vào thành này của mình đây. Nhưng mà mình đã kịp xây một lớp tường thành rồi. Ready for battle. Nếu ai cũng có xe bắn đá. Hầu hết chúng nó đều có xe bắn đá. Your orders. Có khi là chuyển cái cảng này thành cảng quân sự nữa. Yes. Chuyển thành cảng quân sự để mình tuyển quân. Bình đắt phết nhỉ. Ready for battle. Are you ready to do your duty to the tribe? We need good fighters. Rồi. Gần lấy quân thoải mái luôn. Ngon thì vào. For the tribe. Chúng ta đánh ở đây, chúng ta sẽ đánh được ở bên bờ sông.
Thôi để xem nào. Hết lương thực à? Rắn nha. Bruno đang trên đất của mình. Mình đồng minh với một trong những kẻ nguy hiểm bậc nhất game này. What an honor you do us. Come. 60 tuổi vẫn ế chồng. Một thằng quân nổi dậy ở đây à? Nó chiếm được mỏ gỗ ở đây rồi. Mình cần chiếm được cái vùng này. Ở đây thì có kim cương này. Khó lên ở đấy lắm. Mình đang cần gỗ mà để tuyển cung độc. Cung cực độc mà. Chị An của người thấp quá nhỉ. Đúng ra cái cảng này phải cho thành cảng quân sự nó mới mạnh. Qua lượt phát đã. Có hung nô ở đây thì mọi chuyện êm ru. Thằng này cho quân đi ra khỏi đất của mình rồi. Tốt. You fear us. It is in your eyes, in your stench. Bạn thêm một thằng lại chiến tranh như mình. And you are right to fear. War come. Ngon thì mình xuống đây. Ngon thì có việc xuống đây. Mình sẽ đề nghị hung nô tham chiến hết. Ái chà, lại thêm một thằng nữa nó kéo quân ra đây. Quả này nó quây nát nhà mình rồi. My lord is willing to lay down the sword. It is not often that he is moved to mercy. Đề nghị một cái hiệp ước hòa bình à? À, được. Bổn phận vẫy gọi. Một ông tướng nào già chết à? Thằng này tên là gì? Lại một có thằng tên là Vlad. Bị bỏ rơi. Giảm 2 trung thành. Trong cái đám con ông cháu cha của mình nếu không có thằng nào đến tuổi trưởng thành à? Thôi được, cứ để nó ở đây đã. Can I assist you? I like wrecking things. I hope to do better.
messing with the enemy. Was there ever any doubt? Trọng là nó tịt luôn, không di chuyển được à? This is a great day. Sao rồi? Còn thằng nào vào đánh nhau ở cái thành này của anh nữa không? Xây công trình này nó cũng tăng cả lương thực đây này. Nó tăng độ màu mỡ 6 này. Sáu vẫn được 169 181 cần khá nhiều thời gian để nâng cấp vào đây. Thiếu gỗ không lên được. You have of me. Thirsty for battle. Khử thế này. Warriors all. Ôi, có một điểm vô lý. Tại sao thái tử mình dẹo á? Thái tử vua chưa chết, thái tử chết là thế quá nào? Quái thật nhỉ, vua còn sống mà thái tử ấy chết. Thay vào đó là một cái thằng tướng cùi này. Đám con ông cháu cha thì chưa thấy có thằng nào. Chỉ một xảo quyệt cộng một xảo quyệt hòa tăng một nhiệt huyết dồn được vào mái chèo. Thằng này đúng ra phải cho làm vũ đốc mới đúng. Lạc quan. Bây giờ xảo quyệt của nó cao thế nhỉ? Đội ngũ lãnh đạo quân đội chúng ta toàn những thằng không ổn lắm. Thằng này nó hòa bình để nó treo lên đất của mình à? Chúng ta có thể thêm một quân đoàn nữa. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình.
Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Đề nghị anh Hung Nô chiến tranh nốt với mấy thằng bên trên này đã. Let us have good wine until we can talk no more. Thằng này này. Nó đã có sẵn quân đấy rồi mà, chắc là kiểu gì nó cũng đánh đây này. Thằng này hết lương thực. Thằng này thì tuổi gì mà đánh được anh. Hung Nô nó đang bảo vệ toàn bộ lãnh thổ mình rồi. Warriors all. Rồi. Thằng này không dám xông vào nữa đó. Warriors all. I want hourly patrols. Ready for orders. Cái thành này đã có một trận phòng thủ khá thú vị đấy. Thành này cũng mạnh. Sợ, không sợ chút nào. Cũng thành ven biển này mệt nhỉ. Phòng thủ mệt nhỉ luôn. My friend, you honor this place with your arrival. Ah.